đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Hai người mà còn trẻ nữa chắc là hả, chắc tầm 7 tân bừng luôn á. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào quý vị khán giả, em tên Vân Anh. Em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty điện thoại. Quê em ở đâu? Em ở đây chị. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Đại Xuân, năm nay 27 tuổi, hiện đang là quản lý phòng tập thể hình quê anh Sài Gòn. Quê Sài Gòn luôn, ở dạ, quận mấy? Dạ, quận 9. Bạn tập thể hình lâu chưa? Dạ, cũng khá lâu. Khá lâu, tướng vạm vỡ ha. Sáu múi á. Em có thích bạn trai vạm vỡ không? Em thích một múi chị. Vậy là thích giống như anh Quyền Linh vậy đó. Dạ. Đây thích có một múi thôi, có thích sáu múi nha. Dạ. Dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua ba mối tình. Quen ít nhưng mà để quên người đó lâu. Bao lâu mới quên? Khoảng 2-3 năm. Vậy là một người chung thủy. Bây giờ còn nhớ người kia không? Dạ hết. Rồi bây giờ em muốn kiếm người bạn gái mới như thế nào? Dạ, người bạn của em thì nói chung ngoài ngoại hình em nhìn đẹp là được rồi. Cho dù mọi người nói bạn nó xấu cũng không sao. Nói chung em đã nhìn đẹp là được. Đẹp là sao? Theo em quan điểm đẹp là sao? Nói chung mình nhìn có cái gọi là hợp nhãn là được. Chung em nhìn em mới biết được, chứ còn giờ nói diễn tả cũng hơi khó. Nhưng mà cái nhãn của em sao? Dạ có thể là bạn đó hơi cao, ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Chung mình nhìn mình cảm thấy mình thích là được rồi. Nếu mà người ta chơi xấu cũng sao chứ, đúng không? Đúng rồi, mình nhìn đẹp là được rồi. Mấy người mà không có cái miêu tả cụ thể mà nói kiểu như là sao cũng được là mấy người này nó khó lắm, đúng không? Bạn gái, bạn tìm mẫu người như thế nào? Em thích cái mẫu người mình nói chung là nhìn chững chạc chút, nhìn chín chắn một chút xíu. À. Dạ, tại vì em năng động rồi, em trẻ rồi. Mà kiểu mà hai người mà cùng trẻ nữa chắc là chắc bảy tân bừng luôn á. À, rồi. Có điều gì em không thích ở người đàn ông? Là phụ nữ thì ai cũng thích, không thích là đàn ông gia trưởng hết. Ngoại hình là đơn giản chỉ... Nói chung thì em thích gọn gàng, cao hơn em được rồi. Thân em thì 3 mét bẻ đôi chị. Mà em cũng tự ti lắm nên em hay cái mang giày cao lên để mà ăn gian chiều cao của em á. Bên đây cao hơn nhiều đấy. Nhưng mà về tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em thì mới có 2 thôi. 2 thôi. Ở chia tay mối tình sau này bao lâu rồi? Dạ, cách đây khoảng hơn 1 năm. Mình còn vương vấn gì giống như... Đã qua rồi chị. Thì mình... Tốt nhất mình nên tạm gác lại, mình không nên nhớ nữa. Bây giờ nếu mình tìm được mình... người đúng đối tượng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Thì bây giờ em cũng 26 tuổi rồi. Cũng không còn quá nhỏ nữa mà mình cứ long bông nữa. Thì khoảng 1 năm hoặc 2 năm nếu mà hợp. Dạ. Rồi, để chị hỏi bạn trai coi khi nào thì bạn ấy tiến tới hôn nhân được nha. Em chào chị. Chà, cái này ai nói 6 múi? Cái này 1 múi đó. Được hả? Chị muốn mấy múi, không có mấy múi được. Chị đâu có muốn. Bạn gái này muốn chứ chị muốn chi? Khỏe hả? Mẹ. Chắc cho hít đất cái mở hàng cho nó nóng người cái đi rồi nói chuyện. Được không em? Dạ được chị. Làm chị đi em. Nhỏ mà. Chị khoái mấy cái vụ hít đất rồi lắm. Coi người ta hít á, tại chị hít không có được. Bao nhiêu cái vậy hả? Hít khoảng 200 cái đi em. Tùy em... hỉ. Hít sao mà anh thấy là 1, 2, 3. Cái này hít hơi ăn gian đó. Chưa có xuống xác nha. 7, 8. Dưới đếm với mình đâu có đếm đâu. 10, 11, 12. 20 đi. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đủ chưa quý vị? 20. Khỏe luôn. Cười ha. Cười ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em là con người thời gian, đúng thời gian. Hầu như em chơi với bạn bè hoặc là công việc, chưa bao giờ em đến trễ giờ. Thứ hai là trong cuộc sống thì em có thể em quản lý tiền, bạc cho gia đình rất là tốt. Điểm của em là em sống hơi thực tế. Có nghĩa là mình sống mình phải có cái điều kiện vật chất nó tương đối ổn định thì nó mới tốt được, chứ em không có mơ mộng một túp lều tranh hai trái tim vàng mà vẫn có gì đó nó phải ổn định hơn. Mà bây giờ mình đang trên cái con đường ổn định nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Chung bây giờ em mới lo cho gia đình em được. Em sống với mẹ thì em lo cho mẹ được. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Mà mình nếu được bao giờ mình có thể kết hôn được? Dạ, nếu đẹp thì trong cuối năm nay hoặc là năm sau. Vậy thì có vợ về thì mình cũng sống chung với mẹ để lo cho mẹ hay sao? Dạ đúng rồi. Nhà mình con trai, em con trai mấy? Dạ, mấy dạ con một. Rồi ok, cảm ơn em. Không, anh nghĩ bạn trai là người rất điềm đạm, rất chung điềm thủy đạm đấy. Rất là chín chắn, điềm đạm, có hiếu. À, chào em gái, chào. Rất là dễ thương.
bạn trai bên đây có vẻ hơi hiền, hơi tính truyền thống chút xíu. Truyền thống hả? Tức là muốn những cái gì nó phụ nữ ta phải kính cổng cao tường, không có hiện đại quá gì đó. Dạ. Còn tính của em sao? Tính em thì em không phải là phụ nữ truyền thống rồi. À, là hiện dạ. đại hả? Đúng rồi. Em nếu mà những bạn trai mà yêu cầu mà truyền thống mà kiểu công dung ngôn hạnh hoặc là điềm đạm thì chắc không phải là em rồi đó. Em thì rất là năng động. Quậy tưng luôn mà đúng không? Tưng luôn á. Ồ, hiện đại nhưng mà lúc nào cần truyền thống thì truyền thống chứ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thì tùy môi trường, tùy có hoàn cảnh. Vậy thì làm dâu em có đặt nặng vấn đề này không? Làm dâu hả? Em cũng không có đặt nặng lắm. Nhưng mà cái quan trọng thì em không phải là nàng dâu khéo rồi đó. Miễn là ăn thua mình có muốn, mình có chấp nhận điều đó mà mình chịu khó học hỏi hay không thôi. Tại vì em vừa đi làm nữa thì không thể nào mà có thể là vừa trong vừa ngoài mà lo chua toàn được hết như mọi người. Em không thích gì người đàn ông? Phụ nữ thì không ai thích mà đàn ông mà. Thứ nhất á là lăng nhăng. Thứ hai là gia trưởng và vũ phu. Đàn ông thì là chủ dự của phụ nữ thì phải biết, nói chung cũng phải biết chăm săn sóc. Tại em thì gia đình em, ba mẹ em không có sống chung với nhau cho nên em cũng rất hay là nhõng nhẽo đó. Nhõng nhẽo đúng không? Dạ. Anh thấy anh này có đức tính cũng tốt đó em ạ. Chung thủy nè, điềm đạm nè, sạch sẽ, ngăn nắp, đúng giờ. Nếu mà đúng giờ em thì em là phụ nữ cho nên nhiều khi em hay đến trễ. Có vấn đề thôi, gì không? Thôi ngay vụ đó đi. Vụ đến trễ gì, vụ làm dâu ấy ha. Dạ. Đó, hôm nay mình có chuyện đi với hai đi theo ủng hộ em không? Dạ có, em đi với chị em với hai đứa em của em ạ. Rồi chào chị. Chào chị Cát Tường, chào Hoàng Linh. Rồi em thấy chàng bên đó với Văn Anh thì như thế nào? Dạ em thấy rất là manly, rất là xứng với Văn Anh luôn ạ. Thấy hợp với bạn em của em không? Dạ hợp. Nhưng mà anh đó anh nói là anh muốn người giống như anh Linh nói đó, muốn tìm một người truyền thống vậy thì em thấy là Văn Anh có phù hợp không? Này ổn nỉ, em không có nghe anh nói là muốn kiếm một người truyền thống như vậy. Anh nói. Linh nói không có nói, anh cái đó anh nghĩ thôi, anh Linh nghĩ. À không, mà nhưng mà em nghĩ chắc là anh không có nhất thiết phải là truyền thống đâu chị. Chủ yếu là hai người hiểu nhau và hợp nhẽ của anh là anh sẽ ok rồi. Nhưng mà em Văn Anh dễ thương lắm anh. Rồi, cảm ơn em. Hôm nay em đi với ai? Em đi với ba bạn cấp 3 và hai đồng nghiệp cũ. Rồi chào em. Dạ em chào anh Linh, chào chị Tường. Rồi, chào, chào quý vị trong trường quay cùng quý vị xem qua truyền hình. Dạ em là Công Tuấn, là một người bạn cũng như là đồng nghiệp cũ của bạn Xuân. Dạ thì anh thấy cô gái bên kia có hợp với bạn của em hay không? Dạ Xuân ơi, thì bạn nữ bên này thì nói chung cũng nhìn cũng chững chạc đó Xuân này. Nhưng mà còn về cái Xuân nhìn thấy thế nào là do mắt của Xuân thôi. Rồi cảm ơn bạn. Thôi rồi, bây giờ là kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau thôi. Gặp nhau trò chuyện nha để hiểu hơn. Rồi mời bạn. Nhìn mới của em vui vẻ. Cái tưởng tượng của em lúc mở màn anh sao? Nó có khác. Em tưởng anh sao nãy sao lúc thì nói là 6 muối, lúc thì 1 muối nên em bị hỗn loạn. Nói chung mình muốn mấy muối cũng được hết trơn này. Nhưng em thích 1 muối à, em thích nó tròn tròn. 1 muối còn dễ hơn chứ. Dễ hơn. Còn anh thì anh đánh giá như thế nào? Chung là hơi bất ngờ về ngoại hình mà đẹp. Cho mình nhìn đẹp là đẹp rồi. Còn vấn đề làm dâu thì thật sự là mẹ anh nhà rất là dễ. Có một mình mẹ thôi, rất là dễ. Việc nhà anh vẫn có thể làm được. Anh có ngại khi phụ giúp công việc nhà với gì sau này anh... Chung anh sống với mẹ anh vẫn phụ mẹ bình thường mà. Có ngại vấn đề đó không? Không có ngại đâu em. Thiệt không? Thiệt, anh đi chơi bạn bè vẫn vô rửa dáng bình thường mà. Cái lỡ mà ví dụ em đi chơi, ví dụ anh mời đi chơi xa chẳng hạn. Cái quan điểm về tài chính lúc đó thì như thế nào? Chung mình có khả năng thì anh sẽ trả thôi. Còn không có anh sẽ không đi được. Đúng rồi, có tiền mới mời chứ. Có mời, anh mời nha, còn nếu em mời là khác rồi, đúng không? Nói chung anh mời anh phải trả rồi, đó là điều hiển nhiên. Còn nếu em mấy mời thì sao? Mời chắc cũng phải trả luôn hay sao anh? Đó. Như nãy anh nói có vấn đề là anh quản lý tiền rất là tốt. Nghĩa là gia đình mình tiền giao cho anh quản lý rồi đón giờ. Nghĩ là tiết kiệm nó sơ. Em thì về quản lý chi tiêu em cũng khá ok. Nhưng mà lâu lâu cũng hơi vung tay quá chén. Chung mình sẽ có mỗi khoản khác nhau. Một khoản đi chơi mình sẽ có một khoản riêng. Không sợ bao giờ xài lỗ. Rồi bây giờ mình nói một câu gì đó để chúng ta đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nói chung là cảm xúc của em bây giờ là có, nhất là có cảm tình với bạn. Mà từ cảm tình mình sẽ phát triển hơn nhiều mối quan hệ khác nữa. Hy vọng là bạn sẽ cùng mình tìm hiểu. Bạn gái em muốn nói gì nữa không? Em không biết nói gì chưa. Thôi, chúng ta sẽ nói bằng nút bấm nha. Nào,
Một. Hãy làm theo những gì cô tim mình mách bảo các bạn nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, hãy nắm lấy tay nhau. Hãy hôn nhau để đánh dấu một ngày đầu tiên rất là đẹp chúng ta gặp nhau. Trời ơi, cái gì mà nhăn dữ vậy? Làm giống như khỉ ăn ớt vậy. Không, để ngày sau đi. Để ngày sau gặp sẽ thoải mái hơn. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý 9 tháng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm chặt tay nhau nha. Nắm tay nhau, dắt nhau đi xem phim đi hai bạn. Dạ, em nóng tính, dữ chị. Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bạn trai đường là con một chị. Em thấy ở rỡ, em thấy hơi khó chịu vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hảm à, mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi em giới thiệu luôn nha. Dạ em tên là Kim Long, năm nay em 29 tuổi. Chị. À dạ. 29 tuổi, quê mình ở đâu và đang dạ, ở quê em ở Quảng Nam, em đang làm bác sĩ chị. Bác sĩ? Anh làm dạ. Khoa gì vậy em? Dạ em làm khoa học cổ truyền ạ. Rồi mời bên kia giới thiệu cái đã. Thì em tên là Hồ Thanh Sự, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Bình Định, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là kỹ sư chất lượng của Simanfico. Kỹ sư chất lượng, tức luôn luôn là tạo ra những điều chất lượng đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn được mấy mối tình rồi bạn? Dạ chủ yếu là thích thôi, còn thực sự thì chỉ có một mối tình thôi. Một mối tình kéo dài không? Dạ ngắn thôi, chỉ quen nhau khoảng tháng rồi bạn ấy chia tay. Quen khoảng tháng chia tay à? Tại vì lúc đó em cũng mới ra trường rồi, cũng bản thân nó chưa được hoàn thiện á. Hỏi chuyện nha. Dạ. Tháng á hùng chưa? Dạ chưa anh. Chưa luôn. Rồi. Ủa nhưng mà rồi là mối tình nó từ hồi xưa tới giờ luôn á hả bạn? Dạ. Để mình hỏi bạn gái coi em có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì không có chị. Không có? Dạ. Rồi có mối tình râu ria gì không? Tìm hiểu thì có nhưng mà không có hợp à. Hai bạn sao 28, 29, 30 tuổi mà chưa ai có mối tình nào là sao? Mày ta thuộc loại hàng hiếm á. Hiếm hiếm cả cặp luôn vậy trời. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em biết nấu nướng nè. Ừ. Rồi thì em đi làm xong là em về nhà chị. Rồi điểm yếu của em là gì? Dạ em nóng tính dữ chị. Sĩ mà sao nóng tính? Điều trị bệnh rồi thì không phải... phải đối với bệnh nhân của em thì em hiền dịu lắm, nhưng mà đồng nghiệp của em hay là mấy em với bạn bè em cũng nói em dữ. Mà dạ. Em thấy em có dữ không? Dạ dữ. Dữ luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ là mình đã muốn lấy chồng chưa? Gia đình có hối thúc gì không? Dạ có, mẹ em ngày nào cũng nói chị. Rồi sao mà biết chương trình bạn muốn hẹn hò mà thanh? Tại mẹ em xem rồi mẹ em cho em xem. Em thấy chương trình hay quá nên em đăng ký. Nếu được tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình kết hôn? Thì tìm hiểu thấy hợp thì tiến tới chị. Rồi em muốn tìm người bạn trai như thế nào nè? Thì bạn trai đầu tiên thứ nhất đó là không có gia trưởng chị, biết san sẻ công việc. Bạn trai đều là con một chị. Hả? À, vậy thôi em hỏi ảnh luôn đi. Sao vậy? Sao em? Tại em nhà em có mình em mà chị. Bạn trai nhà có đông anh em không? Dạ đông chị ơi. Thì em có 6 anh em ạ. Đông là... đông vui chị. Đông vui. Dạ. Được ha. Dạ. Em rất là hạnh phúc khi sinh ra trong cái gia đình đó. Tại gia đình em thì rất là ai cũng đều có đi học, với lại rất là có hiếu với cha mẹ. Em là thứ mấy? Dạ em là thứ 6 nhưng mà là con thứ 5, nhưng mà ở ngoài miền Trung á anh. Ủa bạn trai giờ ở rể được không? Dạ không, em thấy ở rỡ em thấy hơi khó chịu vậy. Dạ. Ở bên đây bạn nữ không có nói nhưng mà tôi cảm giác như bạn nói bạn con một cái bạn muốn bắt rễ vậy đó. Không chị. Không hả? Bây giờ chị bậy hả? Em muốn ở riêng. À, em muốn ở riêng. Dạ. Rồi bây giờ bạn trai bạn muốn tìm một đối tượng như thế nào? Dạ nhất là về ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn là được, cười thì có duyên là được. Còn cười có duyên, cười sao có duyên? Cười duyên nó không có cười hố hố mà cười. Cười hố hố là vô duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Cười hí 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 là có duyên đúng không? Dạ. Hí hí. Rồi gì nữa? Thì ngoại hình thì như em chỉ yêu cầu như vậy thôi, còn về cái tính cách thì phải vui vẻ hòa đồng, phải biết quan tâm đến gia đình. Rồi vậy thôi. Không thích gì ở người phụ nữ?
Em không thích người phụ nữ nóng tính. Bên kia nóng tính. Trời ơi, bên này nóng tính lắm. Ví dụ nóng tính bình thường về nhà thì mình nóng tính thì cũng không sao, nhưng mà trước đám đông thì nhiều khi mình làm cho mình nó mất mặt trước bạn bè rồi thì mình không có thích. Ví dụ nè, hồi hai người nói chuyện với nhau nha. Không, bên đây người ta nóng tính, người ta la là người ta chỉ la nhân viên, học trò người ta thôi. Chứ với bệnh nhân người ta cũng rất là ngọt ngào, với bạn trai cũng vậy. Thì coi như bạn gái coi bạn trai như bệnh nhân đi. Đừng nóng tính. À, về nói về ngoại hình thì em thích người bạn trai như thế nào? Dạ, em thích người bạn trai thứ nhất là cao hơn em một chút chị. Cao nhiêu? Dạ, cỡ 1m65. Bạn trai cao nhiêu? Dạ, em cao 1m67 chị ơi. Ờ, vậy được rồi, gì nữa? Dạ, thì bạn trai thích thể thao một chút. Nói chung hình thể cân đối, đừng có bụng bự quá. À, đừng có bụng bự quá, rồi gì nữa không em? À, không có hút thuốc chị, còn rượu bia thì chút ít thôi. Bạn trai có hút thuốc không? Dạ, em không hút thuốc. Bụng có bự không? Bụng bự không? Dạ, có. Bụng bự chút được không? Không có bự lắm đâu. Bụng bự ôm sướng ở đâu em. Bạn có yêu cầu gì về phía nhà gái nữa không? Dạ không chị. Sao cũng được hết phải không? Dạ. Em thích gương mặt nhìn dễ thương là được. Như là ca sĩ Hiền Thục nha. À vậy ha. Giống mẫu, Hiền Thục ha. Mẫu cũng ít ghê á. Mẫu mà. Để qua coi mắt nhà gái kia coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em. Anh bên đây thì đúng là nhút nhát. Dạ. Anh hiền lắm. Quen người yêu một tháng mà chưa hung lần nào luôn. Hai người này không biết họ có biết hung nhau không nữa. Tôi lo quá. Bây giờ mình có thích lãng mạn không? Dạ không ạ. Không luôn. Trời, phụ nữ không thích lãng mạn ta. Em người, con người em khô khan lắm anh. Rồi ông kia khô queo nữa rồi sao? Dạ. Lạ vậy ta. Tình yêu mà thích khô khan vậy ta. Dạ. Thôi hai người cảm nhận thôi chứ. Thấy cặp này lạ quá. Thôi mình gặp người nhà đi. Em trai có đi với ai không? Dạ có, em đi với chị con bác với lại em họ. Dạ em chào anh Hiền Linh, chào chị Cát Tường. Em cảm nhận cô gái bên kia có hợp với em của em không? Dạ hồi nãy giờ em xem thì em thấy bạn gái này có cái nét tính truyền thống, rất là hợp với bạn Sự, cũng hiền lành, dễ thương. Mình cũng xin chia sẻ thêm về bạn Sự thì tại vì do cái điều kiện của bạn Sự hồi xưa là học bách khoa cho nên là ham học, ít thời gian quen bạn gái. Khi đi làm thì trong cái môi trường làm việc thì cũng nữ thì cũng có gia đình. Thì bây giờ học cao học thì cũng nhiều bạn này lớn tuổi rồi. Thì mình thấy bạn gái này cũng đầy đủ hết cái điều kiện mà Sự cũng mong muốn. Mình cũng hy vọng là cái bạn gái này bấm nút để có một cái cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bác sĩ hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em, bạn của mẹ em với bạn của em chị. À, có mẹ với bạn mẹ nữa ha. Dạ chào cô. Chào Cát Tường. Dạ. Chào Quyền Linh. Chào mọi người ở trường quay. Dạ. Kim Long thì công việc thì cũng ổn định rồi. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi thì cũng lập gia đình được rồi. Dạ. Thì Kim Long thì biết nấu nướng. Thì nóng tính nhưng mà Kim Long cũng biết tế nhị, chứ không phải là nóng tính ở đâu cũng nóng tính được. Dạ. Hết. Cho nên là con cứ yên tâm. Còn về bạn trai bên đây thì mà thấy là về tính cách với gia đình là mà thấy ok đó. Nói vài câu gì với cô đi. Dạ, con kính chào bác ạ. À, hôm nay thì được gặp bác ở đây thì con nghĩ cũng là có một cái duyên rồi. Thì con mong rằng sau này con có thể làm bạn với em và có thể tiến tới xa hơn nữa. Và con hứa là sẽ chăm lo tốt cái thứ cho em và có thể làm em hạnh phúc. Rồi, cặp này về chắc ngồi nhau nhìn nhau cười không giống ai nói gì đó. Thôi được rồi, kéo màn lên đi. Rồi chúng ta gặp nhau đi các bạn. Dạ em chào. Dạ đầu tiên cảm ơn. Dạ. Em rất là dễ thương. Sao hãy cảm nhận về nhau đi. Nói chung là lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương. Dạ. Và nói chung là cũng ngồi với tưởng tượng của anh. Em thấy anh như thế nào? Dạ em thấy anh thì cũng chững chạc à. Như anh á thì giờ công việc của anh á thì nói chung là đi làm rồi nhiều khi còn đi làm thêm nữa này kia nữa. Thì cái thời gian nói chung là nó còn rất ít, cho nên nếu mà mình gặp nhau từng một hai lần gì đó thì em thấy như thế nào? Em dạ, có thứ bảy thông cảm được không? Dạ được, thứ bảy chủ nhật là được. Bác sĩ ơi. Dạ.
đâu lại bắt mặt ảnh coi tim ảnh đập thế nào vậy? Không kịp mà. Thử coi ảnh khỏe không em, để lấy chồng mình phải coi giống coi đồ chứ em. Mặt ảnh coi thế nào? Đâu, để qua bên lên đây, để qua lên đây. Sao? Rồi em bắt mặt thử coi. Không có mập. Cũng nhanh lắm á. Thôi bây giờ sẵn đứng đó luôn đi, đứng đó hát bài tặng cô gái luôn đi, gây ấn tượng đi. Dạ, nói chung thì anh thì cũng có thuộc mấy bài hát, thì không biết em thích nghe bài tiếng Anh hay là tiếng Việt? Tiếng Việt à. Xích xích vô. Anh tặng cho em bài Mãi Mãi đi. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạn du tiếng hát chơi vơi hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây, trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong, biết chăng lòng anh đã bao ngày, người xin lắng nghe này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em. Anh qua chi cho ta quên, qua chi cho người ta quên vậy? Quên rồi. Thấy hình tượng thấy thương quá nha, một chàng trai mà đứng hát tình yêu mà không đúng mà bạn gái mình thấy thương gì đâu. Bây giờ tình hình thấy sao vậy? Dạ. Hả? Mười tháng sao? Đỡ rung rồi anh, nhờ có anh. Cặp này hợp nè. Nắm tay cái coi cảm giác sao? Tay em lạnh. Đấy, mà đâu, bạn đứng lên, bạn đứng lên đi. Thử xem. Đâu, nắm chặt tay nhau rồi cảm giác như thế nào nha. Bây giờ hai người đứng nhìn nhau. Này hai người yêu chắc tôi phải đi theo quá. Trời ơi, ông kia không nhát nhỉ. Nắm chặt vô rồi hai người nhìn nhau nha. Mình có 30 giây nhìn nhau. 30 giây. Bắt đầu hát lại đi. Hát lại coi nó sao xuyến không? Bắt đầu. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao, đời bao sóng tố, đời nhiều chông gai, anh vẫn yêu tình yêu có em thôi đến suốt đời. Rồi rồi rồi, rồi ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ có ba tiếng đếm để quyết định một anh kỹ sư về xi măng có đổ bê tông được cô bác sĩ hay không. Chờ xem. 3 2 1. Hết thời gian. À, bây giờ là nắm tay thiệt rồi nè. Nãy giờ mình nắm tay cảm nhận, bây giờ bắt đầu là bắt đầu từ ngày hôm nay. Anh hứa gì với bác đi? Dạ, con hứa với bác là con sẽ cố gắng tìm hiểu và sẽ chăm sóc cho em, và sẽ lo cho em đến khi nào mà em còn không còn ra đây nữa. Trời. Bác là con hùng gái bạn gái. Dạ thôi. Không, không phải hùng á. Buộc á. Buộc á, xin phép bác đi. Thôi dạ. Không, xin đi. Xin phép bác cho con hùng. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược. Bác nói không được kìa. Là hung chưa được phải không bác? Không được, thấy chưa? Làm lại. Nắm chặt tay nhau. Nắm chặt tay nhau. Ơi. Rồi bắt đầu hung lại nè. Bác nói chưa được là hung lâu lâu chứ. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Khó thở. Khó thở. Hung khó thở. Khó thở hay tắc thở? Đây là chiếc vé xem phim của Cinebox hệ thống 212 lên 9 tháng. Các bạn có thời gian để xem phim tìm hiểu kỹ hơn ha. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, hai bạn nắm tay nhau thật chặt nha. Cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em. Giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi. Không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ. Người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi.
Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em à? Hay quan tâm với mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. Có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting, bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Khi em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp rồi. Khác sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, không sửa được em đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ, còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á, thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn. Mình cãi lộn ra luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách dạ. Hàng là thượng đế không? Cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy. Nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá em cãi luôn chị. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chị đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ yeah. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là thích bạn trai. Nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này, nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn đề cái giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á. Mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần như nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em vậy là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy? Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết. Đừng có xài chung cái gì hết. Cũng đừng có ở chung luôn. Cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn. Coi gì vậy, không liên quan, khỏe. Trời ơi. Được không? Được không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em?
Dạ cũng có, khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi, có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lại nằm bên kia. Giờ chị cho cái anh kia anh nằm đó, em thử em bê anh lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi á. Ồ ghê vậy. Em bê lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình thì bê. Một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có rồi gì đó. Là em xỉn là bạn kia bê. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ, dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói hói, em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, đây hói đều quá chân. Hói từ phía sau chứ hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là không, không thích đẹp trai mà anh này lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm. Hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc. Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả? Đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 chai à. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Rồi, nghe hỏi tôi nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm, màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em cũng thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm vậy mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ em đến đây với ba em. Em chào bác. Em chào bác. À rồi chào chú. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung tôi dễ lắm, do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được. Cho bác hỏi con có đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy nát bấm nút rồi. Mở ra bấm nút rồi. Bác hỏi một câu vậy thôi, bác kêu bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận với nhau nha. Mở rào. Chắc rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổi chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm tất. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị. Nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu? Đi đâu chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút. Ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê. Quê của em ở Bảo Lộc. Khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý?
kinh tế gia đình thì chắc là em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Nhưng mà anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em nhắc thiệt anh, chị thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu, em bị đau đâu. Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cưng, nằm đi cưng. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta. Có thử sao được không chị? Không phải thử được, có khỏe không chứ? Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nhá. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đây là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi chừng nó đứt dây thun quần á. Bình thường là nó gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm, hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chỉ tình yêu như là cố tình. Nhớ lắm anh ơi, phù vờ những câu dân hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chắc sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ chứ em... Em cảm nhận chị. Em đơ chứ em cảm nhận gì, em nói chị nghe em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở, anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ em nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Là em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò không?
Rồi, em cho phép anh Hùng. Đó, chồng dễ thương vậy không? Hả? Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đây là phần quà dành cho hai bạn, một chiếc TV Akino 40 inch có chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất trị giá 5.950.000 đồng nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Chưa hết đâu, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi, dạ. Xin mời hai bạn. Em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, em biết làm việc nhà. Bên tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bạn tắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu, khó ưa, khó tính, khó chiều. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Ba Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào, em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở huyện nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu, em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bạn tắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó, là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen dạ. nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước giờ thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại có sao? Thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là
hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp à? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể, chứ cao thấp là thua rồi, em đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ ghê vậy đó hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Nếu như mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang lộm thổm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em, 2 lần tắm 1 tiếng á chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất, mỗi mất lần bao lâu? Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp, mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở phải riêng. Phải làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi, dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. À, em xin chào chị, anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Anh thấy ảnh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh con heo bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Nhìn về phía bên trái, tay trái hả? Nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Rồi, bạn em hát đáp lại luôn, hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em thấy hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để trong lúc bắt nhau dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xiết môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đấy. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi, phải thả ra về bấm chuông. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi. Nhưng ba vấn đề anh đưa ra, em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa, chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá, không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Dạ. Nói chứ nhiều khi người ta nói như cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau, mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động này. Dạ. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cái cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em búng nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Do hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Quà tặng dành cho hai bạn. Đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Rồi. Mỗi người một con đường các bạn. Rất tiếc là ngày hôm nay chiếc TV Akino 40 inch trị giá là 5.950.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng. Nếu như trả lời được câu hỏi của chương trình qua kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, và khán giả ngay tại trường quay cũng có cơ hội nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá là 350.000 đồng. Mời các bạn hãy cầm chiếc phiếu may mắn của mình ra để anh Quỳnh Linh sẽ chọn ra một người may mắn nhất của ngày hôm nay.
con số này nó hơi lớn chút xíu. 40. Con số 40. Này chắc hơn 40 quá. Đúng số chưa? Rồi, chương trình xin gửi tặng bạn đây là một chiếc nồi cơm điện Akino trị giá là 350.000 đồng. Chúc mừng em. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Có bỏ lỡ tập nào, quý vị cũng có thể đón xem trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Smart TV Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc đã tài trợ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị